Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Bảo Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật là bình an trong cuộc sống. Tin vui ở California, bắt đầu từ tháng 6 ngày 15, California sẽ mở cửa 100% cho những ai chích ngừa đầy đủ, sẽ không cần phải đeo khẩu trang nữa. Tính cho đến ngày hôm nay thì đã có 54% là dân Cali từ 12 tuổi trở lên hoàn tất chích ngừa COVID-19 và khoảng 46% người chưa chích ngừa hoặc là chỉ mới chích một liều của Pfizer hoặc là Moderna. Và những người này thì vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang bên trong nhà, giống như là nhà hàng, những cái tiệm bán lẻ, rạp hát hoặc là những cái văn phòng của chính phủ. Tuy nhiên thì dù chích ngừa rồi hay chưa chích ngừa thì chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang ở những nơi sau đây: phương tiện lưu thông công cộng như là trên máy bay, tàu thuyền, phà, xe lửa, xe bus, taxi, Uber và những cái khu vực ngồi chờ đợi, những cái lớp học từ mẫu giáo cho đến lớp 12, những cái trung tâm y tế, viện dưỡng lão và bệnh viện, ở nhà tù hoặc là các trại cải huấn, nơi sống của những người vô gia cư. Những cái cửa tiệm sẽ có quyền kiểm tra ai đã chích ngừa rồi hoặc yêu cầu tất cả khách hàng đều phải đeo khẩu trang tùy theo mỗi cái cửa tiệm. Và nếu như chúng ta đã chích ngừa rồi mà chúng ta vẫn muốn đeo khẩu trang thì cái đó là tùy ý của chúng ta. Nếu mình thích đeo thì vẫn cứ đeo. Nghĩa là ngoài trời thì vẫn được nha quý vị. Bây giờ là khỏe rồi. Mấy bữa nay thì mình đi bộ ngoài đường rồi mình thấy những cái người đi bộ á, như là dân của California mình á, là dân Orange County mình chích ngừa rất là nhiều nên họ đi bộ họ cũng không cần phải đeo khẩu trang. Mà cái cảm giác nó sao nó lạ quá. Hồi đó mình thấy cứ bình thường lắm. Hồi đó cái cảm giác mà đi bộ rồi không có đeo khẩu trang thì mình cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà hiện tại bây giờ mà thấy những người nào mà đi ngoài đường mà không có đeo khẩu trang, mình thấy nó lạ mà nó thấy nó hạnh phúc rất là nhiều. Bản thân mình đi mà mình không đeo khẩu trang thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà cái thói quen của mình á, khi mình đang đi bộ và mình thấy có người mà đi đối diện lại là lúc nào là tụi Loan cũng băng qua bên đường, mình không có đi gần họ, mình vẫn giữ khoảng cách, quý vị. Nó thành một cái thói quen, nó tập cho mình cả năm rưỡi nay rồi, giống như mình quen vậy luôn. Mà ít có bao giờ mà đi gần ai mà mình không đeo khẩu trang lắm. Thưa quý vị, thì vừa qua quý vị cũng nghe là có những cái vụ mà bể kiến xe trên xa lộ 91 đó, nghi can đã dùng súng hơi và bắn vào bể kiến xe, gây rất là nhiều những lo sợ của người dân. Thì cái người nghi can này đã bị bắt và bị buộc tội là 5 năm tù. Cái tên nghi can này đã bắn người ở trên xa lộ 91 ở Riverside, thưa quý vị. Hắn tên là Lorenzo Antonio Parra, 32 tuổi, là cư dân của Corona. Hắn đã nhận tội là đã bắn một cái chiếc xe. Đây là một cái tội đại hình, lái xe trong lúc say xỉn và tội tàng trữ súng. Biện lý cuộc của Riverside County đã hủy bỏ ba cái tội liên quan theo thỏa thuận để mà cái tên này nhận tội. Cái chiếc xe Chevrolet Silverado đang chạy vào hướng Tây ở trên xa lộ 91 ở Riverside đó, vào khoảng 10 giờ mấy tối của ngày 22 tháng 5 thì đã bị cái tên này dùng súng và bắn vào xe. Và cái tài xế chiếc xe này đã exit ra khỏi cái xa lộ xuống cái đường McKinley ở Corona và đã gọi 911. Và người này đã báo cáo là thấy cái chiếc xe của cái người nổ súng là một cái chiếc Honda Accord màu đỏ, trên xe có hai người và cảnh sát đã bắt đầu truy lùng cái chiếc xe đó. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì cảnh sát đã bắt được cái chiếc xe này của anh chàng Para ở Corona, sau khi xác nhận đúng là anh chàng này đang lái cái chiếc xe đó, trong khi là băng lái của anh này đang bị cấm không được lái xe, quý vị. Cảnh sát đã bắt luôn anh này cùng với cái người đi chung trên chiếc xe. Và sau khi mà lục soát cái nghi can và cái chiếc xe này thì cảnh sát đã tìm thấy một cái khẩu súng là Ruger 9 ly cùng với đạn và một vỏ đạn. Nghi can này đã bị bắt giam mà không có chống cự, còn cái người mà đi chung được thả đi sau khi thẩm vấn. Đầu tiên thì cái anh này anh không có nhận tội. Trước đây vài ngày mình thấy là anh không nhận tội, nhưng mà sau khi mà cảnh sát và những cái nhà điều tra nói chuyện với ảnh là hứa là sẽ giảm một vài tội gì đó, thì anh chàng này đã nhận cái tội là đã bắn cái chiếc xe đó. Thì trước đây cái nghi can Para này từng đã bị kết tội là say xỉn lúc mà lái xe, tội đại hình là trốn cảnh sát, chạy trốn cảnh sát và sử dụng bằng lái bị cấm.
Và các nhà điều tra đã xác định cái vụ nổ súng của anh này là không liên hệ đến cái vụ bắn bể những cái cửa kính xe mà ở khu vực khác, như là ở Anaheim, ở vòng vòng, ở Freeway 55, rất là nhiều nơi có rất là nhiều vụ xảy ra đó quý vị. Thì anh chàng này là chỉ là cái người bắn cái chiếc xe đó thôi. Và trước đó có một người là Jesse Lee Godirus, 34 tuổi, là người cư dân của Anaheim, cũng đã bị bắt và truy tố liên quan ít nhất một trong những cái vụ tấn công đó. Đó là cái người mà đã gây ra rất là nhiều vụ, và người này cũng đã bị bắt luôn. Và người này thì chắc có lẽ là sẽ bị kêu án nhiều hơn nữa. Anh này anh chỉ bắn có một chiếc xe thôi mà đã bị kêu án là 5 năm tù. Cái lúc trước là những cái chiếc xe kia là bắn ở một chỗ cố định, còn cái này là trên xe rồi đi ngang qua thấy chiếc xe khác bắn là cùng di chuyển, hai chiếc xe cùng di chuyển, hai cái khác khác nhau, nhưng mà cũng bắn vô xe người ta làm bể cửa kính người ta vậy đó. Rất là nguy hiểm. Sao, tại sao có những cái người mà bị điên rồ vậy ha? Rồi những cái vụ này là xảy ra trước khi vụ mà cái cậu bé 6 tuổi bị bắn chết đó quý vị. Thì khi mà mình nghe cái vụ cậu bé bắn chết thì mình tưởng là cái vấn đề đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái này nó lại khác nữa. Và có những cái tên rất là biến thái, có những cái vụ mà núp ở trong một cái chỗ nào đó và bắn ngẫu nhiên vào những cái chiếc xe. Và người ta nói đó là hắn chuyên môn bắn vào những cái chiếc xe đặc biệt là màu trắng thì hắn mới bắn. Rất là lạ lùng. Mà như là xe mà màu trắng chiếm hết 80% trên tất cả các xe. Thưa quý vị, công ty Pfizer ngày 8 tháng 6 loan báo sẽ bắt đầu thử nghiệm loại vaccine COVID-19 trên một nhóm người đông hơn, gồm các trẻ em dưới 12 tuổi, sau khi lựa chọn ra một liều thấp hơn trong giai đoạn đầu cuộc thử nghiệm. Cuộc nghiên cứu sẽ tuyển mộ cho đến khoảng 4.500 trẻ em tại hơn 90 địa điểm lâm sàng ở Mỹ, ở Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha, công ty cho hay, và căn cứ trên cái mức độ an toàn và chấp nhận đáp ứng miễn dịch được tạo ra nơi 144 trẻ em mà đã được thử nghiệm trong giai đoạn 1, thì Pfizer cho biết là sẽ thử nghiệm một cái liều là 10 microgram cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và 3 microgram cho nhóm từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, thưa quý vị. Và mình được biết là vaccine Pfizer này đã được chấp thuận cho trẻ em trên 12 tuổi ở châu Âu, Mỹ, Canada. Lứa tuổi này cũng nhận được một cái liều như là người trưởng thành là 30 microgram. Như vậy là cái nghiên cứu này đó là họ chỉ nghiên cứu xem là cái liều lượng đối với những cái trẻ em dưới 12 tuổi đó thì sẽ là như thế nào. Chứ còn về cái vấn đề mà bị dị ứng, bị sau khi chích này nọ đó thì họ nói là nó cũng gần giống như người lớn, trẻ em và thiếu niên, cái lứa tuổi nó đều như nhau hết quý vị. Nếu vậy thì là càng mừng nữa, tại vì họ không cần phải tốn thời gian để mà họ điều chỉnh cái gì hết, chỉ là điều lượng thôi. Có nghĩa là người lớn là 30 mg thì con nít là 10%, 10 mg thì nó như vậy thôi, giảm xuống. Thưa quý vị, Mỹ sẽ tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer cho thế giới. Trong 2 năm tới thì chính quyền của Tổng thống Biden sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để tặng cho 100 quốc gia trong 2 năm tới. Số vaccine này thì Mỹ sẽ tặng thông qua cái chương trình COVAX cho 92 quốc gia nghèo và liên phi. Tổng thống Biden dự trù sẽ công bố cái kế hoạch này vào ngày hôm nay, thưa quý vị, khi mà ông đọc cái bài diễn văn trước hội nghị G7 ở Anh. Trước mắt thì sẽ có 200 triệu liều đủ để chích cho 100 triệu người sẽ được tặng trong năm nay, và số còn lại sẽ được tặng trong 6 tháng đầu năm 2022. Anh hai của thế giới ra tay chứ để cho cái anh bự bự anh ra tay hoài, anh cứ đi những cái nước nghèo nghèo ngoại giao vaccine ngoại giao vaccine đó để mà tìm kiếm đồng minh và tìm kiếm những cái người mắc nợ, mang nợ mình để mà mai mốt mình có cái cớ và mình đòi nợ, mình bắt người ta làm những cái điều người ta không muốn mà người ta vẫn phải làm cho mình. Thưa quý vị, Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại với Việt Nam và hơn 100 quốc gia khác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã nới lỏng hạn chế đi lại với 110 quốc gia và các vùng lãnh thổ, bao gồm trong đó có cả Việt Nam. Quyết định này được đăng tải trên website của cơ quan.
Ngày 8 tháng 6, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã đăng tải cập nhật về danh sách mức độ rủi ro ở từng quốc gia. Theo đó, thì 61 nước và vùng lãnh thổ được hạ mức cảnh báo đi lại từ cấp độ 4. Cấp độ 4 là cái mức độ lây nhiễm cao nhất, xuống cấp độ 3 là mức độ lây nhiễm cũng hơi cao. Và đây là những cái quốc gia mà người dân Mỹ được khuyến cáo là vẫn chưa nên tới, ngay cả khi đã tiêm chủng COVID-19. 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong danh sách khuyến cáo đi lại của Mỹ được giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1, bao gồm như những nước có nguy cơ thấp như là Singapore, Israel, Hàn Quốc, Iceland, Belize, Albania và Việt Nam. Việt Nam cũng được xếp vào cái cấp độ 1, thưa quý vị. Nghĩa là cấp độ 1 nghĩa là những cái quốc gia này đó, người Mỹ có thể đến khi mà mình đã có tiêm chủng đầy đủ rồi thì mình có thể đến và đi về được, có độ an toàn. Ừ. Tuy nhiên thì họ nói là những cái cấp độ này vẫn có thể thay đổi tùy lúc, vì có những yếu tố như là có những cái chuyến bay thương mại, và những cái chuyến bay mà thông báo là hạn chế vào Mỹ hay có vấn đề gì trên cái chuyến bay đó thì họ cần phải có xét nghiệm lại nha quý vị. Ngoài cái danh sách trên thì Mỹ vẫn còn duy trì hạn chế đi lại đối với những người không phải là công dân Mỹ đã từng đến Trung Quốc, Anh, Ireland, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Iran và 26 quốc gia ở châu Âu trong vòng 14 ngày trước đó. Coi như là cũng chưa có nới lỏng gì nhiều lắm, chỉ mà một phần thôi. Quý vị muốn biết chi tiết cái nước nào thì quý vị nên lên cái trang CDC của Mỹ để mà chúng ta xem cái nước nào cho nó rõ ràng hơn ha quý vị. Thưa quý vị, dự án trung tâm sức khỏe cho người Mỹ gốc Việt tại bang California, thì trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người Việt có trị giá là 65 triệu đô. Trung tâm này sắp được khánh thành tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Dự án này sẽ giải quyết những cái vấn đề tồn tại trong cộng đồng người gốc Việt trong nhiều năm qua. Thì chính quyền của quận Santa Clara ở tiểu bang California thông báo sẽ khánh thành cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người gốc Việt tại thành phố San Jose vào tháng 10 năm 2021. Trung tâm này rộng 2.800 m², nằm trên đường Center với tổng ngân sách đầu tư lên đến 65 triệu đô la. Ngoài những cư dân gốc Việt, cộng đồng chiếm 11% dân số ở thành phố thì cũng sẽ phục vụ cho cả những người gốc Latin, thưa quý vị. Bà Betty Dương, người quản lý cái dự án này cho biết là trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ y tế, sức khỏe, tinh thần, dinh dưỡng, nha khoa và cả nhi khoa. Ngoài ra đó thì nơi đây cũng là tổ chức các sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt. Đây là một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người Việt đầu tiên ở nước Mỹ, đầu tiên của người Việt mình làm ra luôn, và sự ra đời của trung tâm này sẽ giúp cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn như là về ngôn ngữ, nhất là những cô chú lớn tuổi nhiều khi nằm bệnh viện hay cái gì đó rất là lo lắng. Mặc dù là biết là người ta sẽ có người thông dịch cho mình, nhưng mà những cái giao tiếp bình thường thôi nhiều cô chú cũng không biết, như là kêu y tá vô rồi nói mình bị cái gì hay cái gì á. Hồng Loan vô bệnh viện cũng thường cho mình biết là rất là khó khăn đối với những cái người lớn mà không có rành tiếng Mỹ nhiều quá đó quý vị. Thì những cái trung tâm này mở ra như vậy là một cái điều rất là đáng mừng cho người Việt mình ở hải ngoại ha quý vị. Thưa quý vị, hàng trăm người nộp tiền vào quỹ mạo danh ông Donald Trump tái tranh cử. Một người đàn ông ở Mỹ đã mạo danh cựu tổng thống Donald Trump và người thân của cựu tổng thống để lừa đảo với danh nghĩa gây quỹ tái tranh cử. Đài ABC đã đưa tin vào ngày 9 tháng 6, một người đàn ông ở tiểu bang Pennsylvania vừa bị truy tố về việc mạo danh cựu tổng thống Donald Trump và người thân để lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước. Bị cáo này tên là Joshua Hall đã bị các công tố viên liên bang truy tố về hành vi lừa đảo khi mà dám giả mạo cựu tổng thống Trump để gây quỹ cho một cái tổ chức do tên Ho này dựng lên với danh nghĩa là ủng hộ cựu tổng thống tái tranh cử. Thì vừa qua thì cựu tổng thống Donald Trump cũng đã nói sơ sơ về cái vấn đề tái tranh cử, thì hắn đã chớp ngay cái thời cơ và đưa cái trang website lên nói là kêu gọi ủng hộ để mà cựu tổng thống ra tái tranh cử, và hắn đã chiếm đoạt được hàng ngàn đô la để mà sử dụng cho cái mục tiêu xài cá nhân của hắn. Hắn đã lập rất là nhiều tài khoản của cựu tổng thống Trump, rồi của cả những người thân trong gia đình, con cái, dâu rể của ông để mà kiếm tiền
trong cái vấn đề này. Thì theo cáo trạng cho biết là tên Ho này sử dụng cái tài khoản trên để mà thu hút hơn 100.000 người đang theo dõi trên mạng xã hội và khuyến khích những nạn nhân quyên góp tiền cho tổ chức, thực tế là không tồn tại. Và hắn đã ra tòa lần đầu vào ngày 8 tháng 6, đã được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 25.000 đô la, kèm theo những cái điều kiện là phải nộp tất cả giấy tờ đi lại và không được rời khỏi tiểu bang Pennsylvania và chờ xét xử. Không có giấy tờ gì sao ra ngoài được. Trốn ở Mexico. Trốn chắc được á. Mà bên Mexico mình thấy nó cũng hơi lỏng lẻo bởi vì cái đất nước tham nhũng mà. Thì ví dụ như mình đi qua bên Mexico thì đi băng, mình lái xe đó, đi đường San Diego nha, băng chạy qua chút xíu là nó qua cái cửa khẩu. Mà qua cửa khẩu là qua bình thường, không có cổng gác, không có cây gác. Từ Mỹ qua Mexico rất là dễ, rất là dễ. Nhưng mà từ Mexico vòng qua Mỹ thì lại có một cái trạm kiểm soát của Mexico. Thì lúc kỳ là một người trong đồng nghiệp của mình có một cái người đó bên Việt Nam qua và chở theo người đó, thì ai dân Mỹ thì người ta có đem theo cái ID của Mỹ, riêng người đó thì người ta không đem theo passport của Việt Nam. Thì cái người đó qua thì Mexico chặn lại không cho qua, bắt là phải đóng phạt 500 đô. Thì nếu như vậy thì muốn dẫn cây lậu qua, mình qua Mexico mình dẫn một người qua cũng qua được. Rất dễ, 500 đô và họ nói cái này gọi là đóng phạt, đưa 500 đô và họ cho đi qua mà không có giấy tờ, quý vị. Không có một giấy biên lai là hiểu à. Thưa quý vị, tin Mexico, theo Mexico City, Tổng thống López Obrador hôm thứ Tư ngày 9 tháng 6 nói rằng Mexico đang đi vào giai đoạn hoàn toàn mới trong mối quan hệ với Mỹ, một ngày sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tại thủ đô Mexico City. Ông López Obrador gọi Phó Tổng thống Harris là một người phụ nữ phi thường và cũng cho biết rằng các cuộc họp giữa hai bên nhằm gia tăng phát triển kinh tế và đầu tư để mà cải thiện đời sống ở Trung Mỹ đã giúp ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp diễn ra rất là tốt đẹp. Ông nói với báo chí tại cuộc họp báo của chính phủ Mexico là đây là một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Cuộc họp này diễn ra tốt đẹp đến nỗi có lúc tôi gọi nhầm bà Harris là Tổng thống. Hình như ông này hơi bị lố. Không lố vậy. Cái chuyến thăm của bà Phó Tổng thống thì sẽ được tiếp nối bằng cái chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Bộ Nội an Alejandro Mayorkas vào ngày 14 tháng 6 tới để mà bàn với lại Mexico về việc tháo gỡ những cái biện pháp giới hạn do đại dịch Covid-19 ở hai nước. Thấy là coi như là ổng nịnh dữ vậy trời. Chắc là thì đó là qua đem tiền qua mà. Vừa cho vaccine mà vừa tiền nữa thì trời. Nói chuyện với Phó Tổng thống mà coi như là nói là bà này nói chuyện hay quá đến mức độ mà kêu lộn là Tổng thống luôn. Không mà cái này là mình thấy ổng một rõ ràng ông thực dụng đó, cái người thực dụng đó. Cái người coi như là bà Harris bỏ qua thì chắc chắn là bà sẽ cho những cái quyền lợi gì cho bên ổng thì ổng khen hết mức. Thưa quý vị, gã khổng lồ Apple đang đàm phán với hai công ty của Trung Quốc về việc xây dựng một nhà máy sản xuất pin cho ô tô xe điện ở Mỹ. Mục tiêu của hãng là đến năm 2024 sẽ có xe tự lái chở người mang thương hiệu của Apple. Khẳng định là Apple sẽ bắt tay với CATL và BYD của Trung Quốc là thông tin độc quyền do bốn nguồn am hiểu vấn đề tiết lộ. CATL là một nhà sản xuất pin cho xe hơi lớn nhất thế giới, trong khi BYD giữ vị trí thứ tư, theo Reuters. Apple hiện vẫn chưa công bố chi tiết về cái kế hoạch sản xuất xe điện của mình, nhưng mà theo các nguồn tin thì Apple muốn sử dụng cái loại pin lithium iron phosphate bởi vì cái pin này giá nó rẻ hơn là cái pin nickel và cobalt. Thì bây giờ hiện tại giờ họ sử dụng pin lithium rất là nhiều, nhưng mà tại sao mà Apple lại quay ngược lại bên Trung Quốc để mà làm việc ha? Nghe tin này mình rất là thất vọng, trong khi Mỹ đã tạo điều kiện cho những cái công ty bên Mỹ chế tạo ra những cái phần để mà giúp chế tạo xe, tất cả rất là nhiều thứ về cái công nghệ thông tin, mà tại sao Apple lại quay trở ngược lại nói chuyện với lại chẳng hạn như Tesla thì cũng sản xuất hoàn toàn ở Mỹ. Tại sao mà lại chắc
chắc có lẽ là bên Trung Quốc họ sản xuất những loại pin đó rồi gửi qua bên Mỹ để mà họ gắn vô những chiếc xe tự động lái điện, xe điện á. Đúng rồi, trước đây Hồng Loan có đọc một cái bài báo, họ nói là ở hiện tại bên Mỹ này đang rất là hỗ trợ và khuyến khích sản xuất xe điện để mà sử dụng, vì cái môi trường, vì cái không khí ô nhiễm môi trường đó thì khuyến khích vấn đề đó, nhưng mà ở chính quyền nó khuyến khích cái vấn đề chế tạo xe điện nhưng không khuyến khích những cái công ty nên chế tạo những cái phần nhỏ để mà tạo ra cái xe điện. Thì khi mà chính phủ khuyến khích xe điện thì sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập rất là lớn từ Trung Quốc. Đây là cái lý do vì sao. Thì với là một phần nữa là những cái cơ sở mà sản xuất pin á, nó gây ra một cái độ ô nhiễm cũng khá là cao. Nên nếu mà có làm á, thì phải ở những cái gọi là xây dựng những cái nhà máy riêng biệt nằm ở xa cái khu đô thị, xa khu dân cư thì mới có thể làm được. Nhưng bây giờ cái vốn mà để làm xây một cái nhà máy để làm như vậy đó thì rất là đắt tiền. Thì chắc có lẽ vì lý do đó mà Apple lại nghĩ đến Trung Quốc. Coi như là hiện tại bây giờ ở Mỹ thì chưa hề có một cái công ty nào mà sản xuất những cái loại pin này hết hay sao? Cũng có, nhưng mà chắc có lẽ giá thành nó cao quá và không đủ mà đáp ứng cho một số lượng rất là nhiều. Tại vì khi mà làm ra như vậy thì phải cung cấp rất là nhiều pin. Nhưng mà nói tới nói lui gì, nhưng mà tự nhiên mình thấy nếu như mà quay về Trung Quốc, nhưng mà nếu như mà bây giờ bên chính phủ đi nói bây giờ nếu ai sản xuất pin này sẽ có giảm cái này giảm kia, tặng cái này tặng cái kia, thì tự động hỗ trợ về hỗ trợ kinh tế để cho người ta sản xuất, thì tự động người ta sẽ sản xuất, xây dựng nhà máy và sản xuất tại Mỹ thôi. Thì mình hy vọng một cái tương lai gần sẽ có, để những cái nhà sản xuất xe này nọ không có phải qua bên Trung Quốc để mà làm giàu cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, một tòa nhà đã đổ sập lên trên xe bus ở Hàn Quốc và làm 9 người chết. Ở ngay tại công trường của thành phố Hwangju ở Hàn Quốc thì có một người dân họ nói là họ cảm thấy mặt đất rung lắc như là động đất vậy đó, là bởi vì cái tòa nhà này đã bị đổ sập. Có ít nhất là 9 người chết và 8 người bị thương trong cái vụ việc này. Cái tòa nhà này đang bị phá dỡ để mà xây dựng lại một cái tòa nhà khác đó quý vị. Thì khi mà đang phá dỡ thì bất ngờ nó lại đổ sập xuống. Vào lúc 4 giờ chiều của ngày 9 tháng 6, cái tòa nhà cao 5 tầng và nó đổ sập và đổ ngay một cái chiếc xe buýt đang dừng ở cái nhà ga ở gần công trường đó. Và trước đó khi mà cái sự đổ sập này á, thì người ta đã thấy có 2 chiếc xe buýt cũng đã tới đó, và lúc đó người ta tưởng tượng là đã có mấy chiếc xe bị nó đổ sập lên. Nhưng mà khi xem lại cái video á, thì rất là may mắn là 2 cái chiếc xe kia vừa mới rời khỏi cái hiện trường và cái tòa nhà đổ sập, thì có một cái chiếc xe đã lãnh hết tất cả. Khi mà cái tòa nhà này đổ sập xuống thì người dân họ bắt đầu họ ào ra, họ nhìn, họ tưởng tượng như là một cái thành phố sương mù, quý vị, là bởi vì bụi bặm nó bốc cao lên ngùn ngụt luôn, và chính quyền phải liền lập tức điều động người đến để mà cứu những người nằm ở trong cái đống đổ nát đó. Wow, cái này tai nạn chứ, bên Hàn Quốc cái kỹ thuật người ta cũng rất là giỏi, chắc có lẽ là do một sơ suất gì đó ha. Bởi vì nhiều khi mình không có thể nào nói được cái tai nạn mà. Nhiều khi nói là tại vì mày ẩu lên, nhưng mà thật sự nhiều khi người ta cũng do tai nạn thôi. Nhưng mà mình cũng thấy là ngay cái chỗ cái tòa nhà mà đang tháo dỡ như vậy á, thì nên phải cách ly người rào ta ra, rào lại những cái khúc quanh đó, phải ngừa trước cái sự nguy hiểm nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, tin từ Geneva, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã được Hội đồng Bảo an chấp thuận nhiệm kỳ thứ 2 sau khi không người nào khác được đề cử. Ông Stephen Jorgensen là đại sứ Estonia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vào ngày thứ 3 cho biết là Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị phê chuẩn Tổng thư ký Antonio Guterres tiếp tục lãnh đạo cơ quan này thêm một nhiệm kỳ là 5 năm nữa.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ sớm phê chuẩn cái quyết định này trong sự kiện được cho là chỉ mang tính hình thức thôi, thưa quý vị. Ông Guterres là cựu thủ tướng 72 tuổi của Bồ Đào Nha. Ông đã giữ cái chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và ông đã được tiếp tục thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ông không phải đối đầu với sự cạnh tranh nào cho cái nhiệm kỳ thứ hai. Có khoảng 10 người đã nhắm đến cái vị trí này nhưng mà không được trở thành ứng viên chính thức bởi vì không có quốc gia nào đề cử họ để mà tranh với lại ông này hết. Và cuối cùng thì ông này đã được chọn làm tiếp thêm 5 năm nữa. Thưa quý vị, kẻ đã tát Tổng thống Pháp Macron đã đối mặt với án tù 3 năm. Hắn tên là Damien Terrel, nghi phạm đã tát Tổng thống Macron, bị kết tội hành hung và mức án tối đa là 3 năm tù. Terrel chưa hề có tiền án tiền sự và anh này là một cái người quản lý một cái câu lạc bộ địa phương chuyên luyện những cái môn võ thuật lịch sử của châu Âu, bao gồm như là kiếm thuật truyền thống và thành lập một cái câu lạc bộ trò chơi cờ bàn. Người ta nói là anh này là một cái người rất là tử tế và rất là sẵn sàng giúp đỡ những cái người xung quanh. Mà không hiểu tại sao anh lại có một cái hành động quá quắt như vậy. Người ta nói có lẽ là anh bị dồn nén bởi những cái gì gọi là thời gian mà bị đóng cửa đó. Thì tới cái lúc mà gặp ông Tổng thống thì cái sự dồn nén này không chịu đựng được nữa và nó bung ra và anh đã đưa tay động thủ. Mà anh này là võ thuật đó nha. Bị bùng phát. Nhưng mà thì mình cũng nói đó, không có nên làm như vậy ha. Mặc dù là nhiều khi người ta cũng tức tối nhiều vấn đề rồi. Thêm vấn đề mà bị đóng cửa trong cái mùa Covid, mà trước đó mấy ngày thì ở Pháp đã bắt đầu mở cửa lại để cho thoải mái trở lại rồi, thưa quý vị. Một cái cơn giận nóng giận nhất thời phải lãnh cái án tù 3 năm trời. Ok, trước khi tạm biệt quý vị thì xin mời Bảo Lộc hãy gửi đến một câu chuyện vui nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ nữa hả? Ok, ngày hôm nay mình nói câu chuyện về những người hùng của thế giới đi. Ha? Dữ vậy? Dữ gì đó. Này lên tới thế giới, hôm nay là nói về đàn ông ha. Đúng rồi, nói đàn ông thôi chứ đâu nói. Chứ nói phụ nữ hoài. Bữa nói phụ nữ bị kê hoài đó. Thì đây là một cái cuộc thi thế giới về những người hùng trên thế giới. Thì có ba nước, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thì ba nước mới nói là ai sẽ là người hùng trên thế giới. Người Trung Quốc bước lên đặt một cái trái táo trên đầu một cô gái xinh đẹp, lùi xa 100 mét, giương một cái cung lên bắn phúc, mũi tên đi súp xuyên qua trái táo, vỗ tay. Cái anh này mới nói I am super hero. Dữ nha, super hero nha. Cái người Nhật lắc đầu. Người Nhật mất đặt một quả chanh lên đầu cô gái xinh đẹp và lùi xa 150 mét, giương cung, bắn, phút, mũi tên bay đi, xuyên giữa trái chanh luôn. Người ta vỗ tay. Cái người Nhật mới nói, I am Robin Hood. Dữ. Ta phiền anh Việt Nam, nhìn hai đối thủ vẻ mặt rất là coi thường. Anh ta đã đặt trên đầu cô gái này một trái seri và lùi xa 200 mét, giương cung bắn phúc, mũi tên đi súp và anh ta nói I am sorry. Tưởng bắn xuyên trái seri luôn. I am sorry. I am sorry. Em seri gì không bắn trúng trái seri. Trái seri mà anh ấy nói em sorry sorry cũng giống vậy. Ok, ngày hôm nay là Balon kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái video của Loan và Lộc và hy vọng luôn luôn được quý vị yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. I am sorry.